30 năm qua, không phải chỉ có người Việt ở Canada, ở Canada thì có khoảng hơn 200.000 người Việt. Nước Canada thì nó có tất cả khoảng 30 triệu dân, tức là bằng 1/10 dân số của Hoa Kỳ. Nhưng mà dĩ nhiên quý vị cũng biết là nước Canada của tôi là rộng nhất thế giới về mặt diện tích. Trước đây thì nó thua Liên Xô, nhưng mà từ ngày Liên Xô tách ra, những quốc gia nhỏ tách ra kiểu Ukraine này kia đó tách ra thì nước nó còn là nước Nga, thì nước Nga cái diện tích nó thua Canada thôi. Canada là lớn nhất nhưng vì nó lạnh quá nên không ai chịu sang ở cả. Thì người Việt mình ở bên đó cũng như là các sắc dân khác ai cũng mong qua Mỹ sống. Tại Mỹ thì nó chẳng có cái biên giới, thì nó giống như cái nước Âu Châu thôi, chỉ việc lái xe qua thôi. Nhưng mà 4 năm nay thì từ bên Mỹ, người Mỹ đã trốn sang Canada chúng tôi, và hiện nay Canada chúng tôi đang đóng thuế, mỗi năm bỏ ra 100 triệu để nuôi 50.000 người Mỹ chạy sang xin tị nạn tại Canada. Tại vì họ là những người mà họ sợ rằng bị Tổng thống Donald Trump trục xuất. Nhưng mà cái sợ đó thì tôi thấy nó cũng vô lý thôi. Ở chỗ là nếu không có phạm pháp, sống một cách bình thường thì không ai trục xuất cả. Những người bị trục xuất là thường thường có phạm pháp, mà thường thường có tái phạm lần thứ hai mới bị trục xuất. Còn người sống bình thường cũng có bị đâu, nhưng mà họ lo quá cho nên là họ chạy qua bên chúng tôi. Và quý vị biết là thường thường họ trốn vào mùa đông. Mùa đông thì quý vị ở đây giống như là Canada, Canada còn lạnh buốt hơn, thì họ trốn vào tháng 11, tháng 12, tháng riêng tháng 2, tháng 3 là 4 tháng nó lạnh buốt. Cho nên họ băng rừng, họ tìm những khúc đường vắng để tránh hải quan. Cho nên khi sang đến Canada mà được cảnh sát đưa vào chỗ ấm thì có nhiều người bị cóng quá, cho nên là nó rụng mất một hai ngón tay, và có người rụng ở phía tay, thì thấy cũng tội nghiệp. Mà Canada chúng tôi có một cái luật là người Mỹ trốn qua xin tị nạn thì không được phép đuổi họ về, thì đành để giữ họ lại. Và hiện là đang nuôi 50.000 người. Những cái người này họ lo cái đó không đúng, nếu họ sống đàng hoàng không ai trục xuất cả. Thì Tổng thống Donald Trump là một cái hiện tượng ở bên Mỹ, quý vị cũng đã biết rồi, quý vị hàng ngày đọc internet cũng biết người thương thì quá thương và người ghét thì quá ghét. Nhưng mà dù sao anh ấy một câu mình mà nói thì Donald Trump muốn làm được hai cái việc mà người dân Mỹ rất là ủng hộ. Cái thứ nhất là đưa nền kinh tế lên cao, và cái thứ hai muốn chê gì thì chê, nhưng phải công nhận là có ông Donald Trump thì mới đương đầu được với Tập Cận Bình với lại Kim Jong Un. Đó là hai điều mà vâng đại đa số người Việt ở Mỹ ủng hộ Donald Trump về điều đó. Còn trên thế giới thì tôi thấy người ta phỏng vấn cái Âu Châu, có những cái đài đang phỏng vấn cả những người bên Anh, bên Đức, bên các nước Âu Châu, bên Hà Lan có phỏng vấn hay không, thì người ta hỏi là tại sao ông ủng hộ Donald Trump, thì đại đa số người ta trả lời một câu giống nhau là ông Donald Trump không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, ông là một người làm thương mại, cho nên ông nghĩ gì ông nói ra một cái điều thẳng thắn. Ông không có vua nhẹ, ông không giống như các ứng cử viên khác, ông nghĩ trong đầu là sao nói thẳng ra cái đó. Thành ra ông lại được nhiều người ưa chuộng, tại vì họ nghe các chính khách nói chuyện nhiều họ đã quen rồi, họ nghe nhiều quá thành ra nhà thì đến khi mà gặp ông Donald Trump ông nói thẳng thắn người ta lại quý. Dù là bây giờ ông đang bị luận tội, ông bị đảng Dân Chủ dìm mà ông tối đa, nhưng mà đại đa số người dân ở bên Hoa Kỳ vẫn tin rằng là ông sẽ đắc cử thêm 4 năm nữa. Tôi cũng mong ông đắc cử thêm 4 năm nữa, bởi vì ông là người khác tất cả các cái chính sách khác. Nhưng mà đó là một chuyện của nước Mỹ. Thế giới bây giờ nó nhiều chuyện lúc tốt lắm. Chúng tôi mới ở bên Pháp, ông có việc biết Pháp bây giờ nó đình công, nó làm tê liệt cả cái Paris. Tôi nhớ lại bây giờ tôi thấy nước Pháp nó lâm vào cái tình trạng rất là buồn. Cách đây 38 năm thì tôi lấy vợ là đầu tiên là ở bên Paris. Thì lúc đó Paris nó đẹp lắm, nó không có bị ô nhiễm như bây giờ. Sau này bây giờ nó có những cái vụ đình công nó kéo cả
xe vận tải để mang luôn cả khoai tây đổ đầy ra ngoài đường, nó cản trở, nó làm cái kinh tế nó lụt bại. Thành thị Paris bây giờ nó không còn đẹp, nó không còn thơ mộng. Và trong đầu tôi khi mỗi khi trở về Paris là quê hương quê ngoại, tôi không còn là cái hình ảnh nó đẹp nữa. Thế giới bây giờ quá nhiều chuyện, quý vị thấy Hồng Kông cũng thế. Bây giờ dân Hồng Kông đang đổ qua chạy qua Canada và Úc để tránh những cái cuộc biểu tình bạo động ở bên kia. Biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trên thế giới này. Hòa Lan, tôi thấy cả đời rất là yên bình. Quý vị có thấy không? Tôi thấy điều Hòa Lan cả đời rất là yên bình. Đồng bằng thẳng cánh, mặt bằng rất là đẹp. Chẳng phải làm cái gì, cứ ngồi nhìn hoa tulip nở là thấy đẹp mắt rồi. Cái nơi mà tôi mơ ước là tháng 3, tháng 4 sang đây đi dọc đường để nhìn hoa tulip ở hai bên, đó là cái nét đẹp nhất. Và mùa hè để nhìn thấy bao nhiêu cô cậu đạp xe đạp. Khi mà chúng tôi ở bên Canada hay là bất cứ người nào trên thế giới, thì cái hình ảnh về Hòa Lan là cái sự an bình, là những bông hoa, những rừng hoa tulip và những chiếc xe đạp chạy trên đường. Đó là cái hình ảnh nằm sâu trong tim bất cứ người nào trên thế giới.